Điểm tin ngày 7 tháng 2 năm 2024. Thuê Mỹ Nam sáu múi cởi trần phục vụ, quán ăn ở Cần Thơ hút khách nườm nượp. Một quán ăn ở trung tâm thành phố Cần Thơ nhanh chóng trở thành tâm điểm của mạng xã hội sau bài đăng giới thiệu về dàn Mỹ Nam cởi trần phục vụ khoe thân hình chuẩn sáu múi, khiến hội chị em ai nấy xuýt xoa tìm đến lần lượt check-in. Chỉ sau một giờ đăng tải, bài đăng này thu hút hơn 2.000 lượt tương tác bình luận, một số bày tỏ trải nghiệm thực tế, số khác nêu ý kiến trái chiều, lo ngại trước vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Đại diện quán ăn LH xác nhận dàn Mỹ Nam cởi trần khoe cơ thể sáu múi phục vụ khách nướng thịt đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội là 4 nhân viên của quán này. Tuy nhiên, nhóm nhân viên đặc biệt này chỉ phục vụ khách vào 2 ngày cuối tuần. Quán chuyên bán các món nướng, các bạn phục vụ này sẽ nhận order tại bàn, khách có thể nhờ các bạn nướng hộ, sau đó chụp ảnh quay video. Đại diện quán cho biết thêm, nhóm phục vụ sáu múi này đã làm tăng độ nhận diện của thương hiệu của quán trên các nền tảng mạng xã hội, từ đó lượt khách đến tìm trải nghiệm và thưởng thức các món ăn cũng tăng lên đáng kể. Cháy lớn trong khu công nghiệp Long Giang tối 27 Tết. Khoảng 19h30 ngày 6 tháng 2, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn thực nghiệm dệt Căng Na, khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang phát hiện khu vực mái che chứa hàng phế phẩm bốc cháy. Lực lượng tại chỗ đã nỗ lực chữa cháy nhưng bất thành do khu vực này chứa nhiều mặt hàng dễ cháy, lửa cháy lớn và nhanh chóng lan rộng. Sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Đến thời điểm này, các lực lượng đã cô lập được đám cháy, ngăn không cho cháy lan sang khu vực khác và tiếp tục ngăn lửa bùng phát lại. Nguyên nhân của vụ cháy và thiệt hại đang được các ngành chức năng thống kê làm rõ. Ô tô lao xuống vực ở Lạng Sơn, hai người tử vong. Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra vào khoảng 7 giờ 50 sáng ngày 6 tháng 2 trên quốc lộ 4A thuộc địa bàn xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, Lạng Sơn. Thời điểm trên, ông Bùi Quang Huy, 50 tuổi, trú Hải Phòng, điều khiển ô tô bán tải mang biển kiểm soát 29H456XX lưu thông trên quốc lộ 4A theo hướng Cao Bằng, Lạng Sơn. Đến địa điểm trên thì bị mất lái lao xuống vực phía bên phải theo chiều di chuyển, phía dưới là mương nước. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe còn có một người đàn ông tên Trung ở Hà Nội ngồi ghế phụ và một người đàn ông tên Tuấn ở Hải Phòng. Vụ tai nạn đã làm ông Huy và ông Trung tử vong tại chỗ, ông Tuấn bị thương. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu, phân luồng điều tiết giao thông qua khu vực. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ. Bắt chủ tiệm vàng lừa vay 50 tỷ đồng của 150 người. Ngày 6 tháng 2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết bà Võ Thị Thu Hồng, 54 tuổi, huyện Bình Sơn đã bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, bà Hồng là chủ tiệm vàng tại chợ Bình Châu, huyện Bình Sơn. Lợi dụng danh nghĩa kinh doanh vàng, bà Hồng vay mượn của 150 người với số tiền 50 tỷ đồng. Bà Hồng dùng số tiền này trả các khoản nợ đã vay trước đó, một phần dùng trả lãi vay cho một số người để tạo lòng tin nhằm tiếp tục vay mượn của những người khác. Trong số 150 nạn nhân của bà Hồng, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ đã gom góp tiền tiết kiệm cho bà Hồng vay, nay có nguy cơ mất trắng. Sự việc bà Hồng vỡ nợ được phát hiện từ tháng 3 năm 2023. Thời điểm đó, vợ chồng bà Hồng đóng cửa nhà cũng như tiệm vàng rồi đi khỏi địa phương. Hàng trăm chủ nợ ở thành phố Quảng Ngãi, huyện Lý Sơn, huyện Bình Sơn vây kín tiệm vàng, nhà ở của bà Hồng suốt nhiều ngày. Sau đó, người dân đã tố giác vụ việc đến cơ quan công an. Hà Nội đột kích quán bar Star Bar Club phát hiện 32 dân chơi về ma túy. Ngày 6 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa bắt giữ một số đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cơ quan công an, tối 3 tháng 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đột kích kiểm tra quán bar Star Bar Club ở số 67Y, phố Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm dân chơi đang nhảy múa trong tiếng nhạc sập sình. Qua xét nghiệm nhanh, cảnh sát xác định có 32 người dương tính với ma túy. Khám xét ở hiện trường, công an thu giữ cần sa, ma túy dạng MDMA và nhiều đồ vật, dụng cụ có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Mua bán gần 50 kg cành và quả thuốc phiện tươi, người phụ nữ bị khởi tố. Ngày 6 tháng 2, Công an huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nông Thị Hiền, sinh năm 1978, trú thôn Đằng, xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 29 tháng 1, Công an huyện Hữu Lũng phát hiện tại căn nhà gia bà Hiền đang thuê, địa chỉ tại thôn Ngọc Thành, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, có 8 thùng xốp, bên trong chứa cành, quả thuốc phiện tươi, trọng lượng là 48 kg. Cơ quan công an đã thu giữ, niêm phong toàn bộ số tang vật trên, trưng cầu giám định xác định trọng lượng số thuốc phiện tươi là 21,6 kg.
Tại cơ quan điều tra, bà Hiền khai nhận mua số thuốc phiện tươi trên qua mạng xã hội với mục đích mang về chia nhỏ để bán kiếm lời. Đây là số lượng quả thuốc phiện tươi lớn được phát hiện. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.